Gần 20 năm gắn bó với lĩnh vực xét nghiệm hóa sinh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ánh Hồng, trưởng khoa hóa sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, luôn chủ động nghiên cứu, áp dụng nhiều kỹ thuật xét nghiệm khó, phục vụ hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng, trưởng khoa hóa sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là người có công nghiên cứu bảo vệ thành công đề án phát triển kỹ thuật mới trên hệ thống sinh hóa miễn dịch kết nối tự động. Nhờ đó, khoa hóa sinh đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống xét nghiệm miễn dịch hiện đại. Với việc làm chủ hệ thống này, bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng cùng các đồng nghiệp đã thực hiện được hầu hết kỹ thuật xét nghiệm khó của tuyến trung ương như xét nghiệm tầm soát ung thư, các bệnh lý về tim mạch, rối loạn chuyển hóa. Bác sĩ Hồng và trưởng khoa sinh hóa cũng như các đồng nghiệp trong khoa sinh hóa đã rất nỗ lực trong thời gian qua để hoàn thiện cái hệ thống xét nghiệm nó đạt chuẩn quốc tế và đã làm được tất cả những cái xét nghiệm kỹ thuật cao rất tốt cho chúng tôi, thì giúp chúng tôi bên lâm sàng đưa ra được những cái chuẩn đoán và những cái phác đồ điều trị sớm nhất có thể cho bệnh nhân. Tôi hôm nay đến đây làm xét nghiệm ở bệnh viện thì thấy không phải chờ đợi lâu, rất là nhanh chóng và thuận lợi, tôi rất hài lòng. Cùng với tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng quy trình xét nghiệm hiện đại, góp phần xây dựng trung tâm xét nghiệm hóa sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trở thành một trong những trung tâm xét nghiệm tuyến tỉnh có chất lượng hàng đầu cả nước. Chuyên ngành xét nghiệm thì đây là công việc âm thầm lặng lẽ, nhưng mà thật sự là đúng, cũng tôi cũng nói rất là nhiều với mọi người rằng là chúng tôi là những chiến sĩ thầm lặng trong trận tuyến của các bác sĩ lâm sàng cứu sống được người bệnh. Chính vì vậy chúng tôi tâm nguyện rằng là hết sức nhanh chóng phục vụ, đưa ra những cái kết quả chính xác nhất, nhanh chóng nhất để phục vụ coi là cứu sống chữa người bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Hồng là một trong những người phụ nữ rất là tiêu biểu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng như của ngành y tế trong lĩnh vực xét nghiệm. Thế và trong thời gian tới thì ngoài cái việc chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và nâng cao thì chúng tôi còn nhân rộng và phát triển nhiều hơn nữa những bác sĩ có tay nghề tốt về các lĩnh vực xét nghiệm để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Mặc dù không trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, nhưng bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Hồng cùng các đồng nghiệp khoa hóa sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn đang không ngừng học hỏi, nghiên cứu thực hiện nhiều kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu, góp phần tích cực vào khám điều trị cho bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.